ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa, hai người quen nhau thời đi học gì đó em cũng thì dắt về, dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt, tại vì bên kia cũng tính đang tính tới hôn nhân. Rồi với lại phần em cũng nhỏ tuổi hơn vợ thì mẹ vợ chắc nghĩ là mình không đủ chững chạc để lo cho vợ. Dạ. Còn em thì sao? Khi mà bị gia đình nói chung ngăn cản. Em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác. Nhưng mà em vẫn quyết định không, bây kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con ở giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, anh chủ động chia tay trước. Tại vì lúc đó gia đình vợ phần là ba vợ, mẹ vợ và ngoại vợ nữa, phản đối kịch liệt quá, với lại không, lúc đó không muốn tình cảm của gia đình vợ mình với lại ba mẹ nó có một phần nhảy đi, thì quyết định chủ động. Anh nhắn tin kêu thôi mình chia tay đi, giống như là không có tha thiết nữa. Cái em ok, anh sống tốt vậy thôi. Cái em chưa vô toilet em khóc, em gào thét trong đó. Cái lúc mà em khóc xong em ra, cái sếp em thấy mắt em đỏ, không dám sai em làm gì hết, không dám nói gì luôn. Cái em kêu sếp em ra ngoài chút, tôi tóc dài em cắt thành đàn trai luôn, ra cắt tóc. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình. Tại vì mình đã quyết liệt chống đối với gia đình vì người đó, nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Mà trước khi bỏ rơi em thì người ta đã hiếp em rất nhiều. Thì em rất hận, nhưng mà em hận nhưng mà em vẫn theo dõi trên Facebook. Thế là mình vẫn còn thương, cho nên theo dõi coi người ta sống như thế nào. Chờ một ngày em thấy một cô mặt đầm vàng, anh chàng này ôm người ta, hôn người ta, chụp hình. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hôn như cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ thôi, có lẽ là quên. Thì không biết một thời gian sau hai người đó như thế nào, thì anh này chủ động quay lại năn nỉ em là mình quay lại. Lúc đó em chảnh lên, em không chịu. Anh này anh vẫn kiên quyết, anh vẫn theo đuổi, mà em thấy ảnh có một sự thay đổi. Lúc trước ăn hiếp em thì bây giờ quy còn là em không, ai em ăn hiếp lại vẫn được, nhưng mà bây giờ em cầm cơ. Lúc mà quyết định quay lại rồi thì em về em thông báo với mẹ em là con quay lại với Hùng rồi. Cái mẹ kêu ừ thôi hai mày cưới đi. Em hỏi tại sao, thì kêu trong cái thời gian chia tay á không thấy mày quen ai, chứ tôi sợ mày ế thôi thì cho mày lấy chồng luôn. Cô áo vàng đó là ai, ẩn số đó là chỗ nào? Dạ lúc chia tay vợ cũng lâu rồi, cũng gần một năm rồi, thì có quen một người đó, chỉ cũng không có tình cảm gì hết, nhưng chỉ quen chủ yếu quen để quên vợ mình thôi. Nhưng mà quen được một thời gian thì càng quen thì lúc càng ở bên người ta thì càng lúc nhớ vợ mình hơn. Giờ không chết luôn á. Dạ. Cái lúc đó tình cảm dạt dào, lúc đó mới quay trở lại năn nỉ. Với lại một phần nữa là có mấy anh chị làm chung, người ta cũng kể lại ngày trước bạn bè chị còn hơn mấy em vậy nữa mà vẫn vượt qua được, thì mà em nên thử lại một lần nữa. Cái lúc mà em chia tay với vợ em á. Dạ. Buồn. Dạ buồn chứ khóc. Khóc hả? Đúng không? Dạ. Cái chia tay xong rồi lúc mà quay lại vợ không đồng ý, lúc đó bắt đầu tới Hùng khóc phải không? Dạ rất khóc dài dài luôn. Rồi như vậy là sau cái lần đó thì bao lâu tụi em làm đám cưới? Dạ quay lại khoảng đầu tháng 6 thì 25 tháng 7 là tụi em đám hỏi và 20 tháng 12 là đám cưới. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được hơn một năm. Hơn một năm về ở son chung nhà với nhau. Lắm em. Đúng rồi, tụi em chẳng những son mà quá son. Ừ. Tại vì cái tuổi nè, cái thứ hai là cái thời gian ở bên nhau. Vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. Thú vị gì, vỡ sắc. Mộng với thú vị gì? Thú vị đó. Cái chương trình đặc sắc nhất là tới cái tiết mục là nói xấu nhau. Vậy thì bây giờ cho anh biết đi, bạn này có thật xấu không? Dạ có nhiều lắm. Ngủ nướng, ngủ ngáy. Mà ngáy không phải như ngáy bình thường, ngáy kỳ lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ngáy vậy. Không, dạ không phải. Ngáy kỳ lắm, xong rồi ngáy em giả cái nhẹ nhẹ là im. Im hồi lâu nữa mới ngáy tiếp. Mà ngáy thì sao đâu Hùng? Dạ em ngáy thì sao đâu? Dạ em ngủ sao em biết được. Rồi bây giờ anh hỏi nè, cô vợ xinh vậy có ghen không? Ảnh hơi hơi thôi, ảnh ghen không bằng em. Là em ghen hơn nữa hả? Dạ. Ồ vậy ghen cái gì? Dạ em ghen trong tưởng tượng luôn. Vui quá vậy. Ghen tưởng tượng sao? Dạ con đần em đi làm ra, vợ nhắn tin nói là anh ơi em muốn đi biển. Lúc đó cũng mệt quá nhắn đọc thành anh ơi em muốn ăn đồ biển. Cái đó mới nhắn tin lại hỏi vậy lát vợ chồng mình ghé ăn hay là về nhà ăn với mẹ. Cái vợ quay qua mẹ nào mẹ con nhỏ nào. Em là tưởng chồng nhắn lộn cho những người khác đúng không? Đúng chưa? Ghen si diễn đó. Cái thanh minh mãi không được, cái nói bây giờ em mà không tin anh nữa là anh đi bộ từ Biên Hòa về quận 9 luôn đó. Cái vợ nói anh đi đi, tức quá đi bộ về quận 9 thiệt luôn. Trời ơi đó hả? Cái lúc mà em đi bộ đó em có vừa đi vừa khóc không? Dạ không, lúc vừa đi vừa cũng chưa khóc nữa. Cái một hồi vợ dí theo, vợ nói là gần, cũng gần tới nhà rồi. Cái vợ nói thôi anh lên xe đi, mẹ la sùm nhà kìa.
cái lên xe mà người ấm ức tức mà nước mắt nó chảy ra, tức mà không biết lý do gì mà mình bị ghen. Ừ, lúc đó mới khóc đúng không? Dạ, lúc đó vừa đi vừa khóc mà đi xe ôm. Dạ. Rồi sao nữa? Có ghen, cứ đợt nào ghen mạnh động trời hơn đó. Dạ còn nằm mơ thấy thấy em với lại bạn thân yêu nhau đang ngủ tỉnh dậy ghen. Nặng gì luôn hả? Trời đất ơi, coi như là mơ đó. Thấy chồng em yêu bạn thân của em. Không, bạn thân của ảnh. Bạn thân à, bạn thân dạ, của ảnh rồi cái em tỉnh dậy em ghen hả? Dạ, có nghĩa là bình thường ở ngoài á, hai người đó thân lắm, mà ảnh nói chuyện với bạn thân của ảnh trong điện thoại á, thì ra hàng rào đứng nói một mình rồi cười khúc khích gì đó. À, dạ. Rồi cái hình ảnh nó có ấn tượng đi vào giấc mơ luôn, đúng không? Dạ, là hai người đó thân mà thân một cách em không diễn tả được. Bây giờ còn thân không? Dạ vẫn còn, nhưng mà ít liên lạc hơn lúc mà ảnh chưa cưới. Giờ còn mơ là yêu người đó không? Chồng yêu người đó không? Dạ không. Hết. Bây giờ quay trở lại với Hùng. Đúng. Tật xấu gì của vợ? Dạ vợ lúc trước thì vợ nói chuyện chững chạc đàng hoàng lắm, bây giờ thì vợ hay nói nhiều và nói nhảm. Ồ, nói nhảm cái gì? Vợ nói chuyện suy diễn lung tung. Rồi gì nữa? Vợ hay muốn buồn buồn, muốn vui vui. Ồ vậy muốn khóc khóc, muốn cười cười gì đó. Dạ, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà muốn buồn là buồn. Sao vậy? Không phải, nhiều khi cái câu nói của anh vô tình làm mình tổn thương mà anh không biết. À, đó phải có lý do chứ. Ở đâu ra mà đâu có khùng mà tự nhiên là đang vui rồi buồn. Ờ, tự nhiên là đúng không? Đúng không? Tại vì phải lý do. Bây giờ tới em anh hỏi nè, tật xấu của ổng ngoài cái vụ ngáy, ngoài cái vụ ghen còn gì nữa không? Có cái vụ độc tài với khó tính. Với lại bày hày, đi đôi giày về lấy cửa giục ngay cửa. Cởi đôi giới xong rồi để đâu cái không nhớ. Cái là em cũng phải là người dẹp. Uống ly nước xong cũng để tại chỗ. Rồi thay đồ đi làm xong cái quần để ngay chân giường á, là em cũng phải dọn. Là bày hày. Dạ. Nói gì nữa? Tò mò nữa. Tò mò là tò mò sao chưa hiểu. Dạ, ví dụ như em nói chuyện điện thoại với mẹ em hay là em trai của em thôi, là cũng phải đứng kế bên nghe xem nói cái gì. Ừ. Hết câu chuyện xong rồi anh mới đi chỗ khác. Hoặc là em nhắn tin với em trai của em hoặc mẹ em á, anh cũng phải ngồi anh coi em nhắn từng chữ từng chữ chữ, rồi tin nhắn tới anh đọc xong hết rồi em tắt điện thoại đi thì mới đi chỗ khác, mặc dù đang muốn đi tắm hay làm gì cũng phải đợi xong. Trời ơi. Nghe nè, em nhắn tin nó bữa nào thử đi ha, em thử đi, em nhắn tin cái em đi vòng bảo đảm ổng cũng đi vòng. Thôi lúc đó chắc ổng cầm điện thoại ổng giục luôn. Rồi còn bây giờ mong muốn thay đổi, mong muốn thay đổi điều gì Hùng? Dạ muốn vợ có ghen thì ghen chính xác chứ. Dạ. Với lại cũng đừng có vui buồn thất thường nữa, mình phải kiềm chế lại cái đó xíu. Còn em? Em mong muốn nhất là chồng em giảm bớt cái tôi của mình xuống, là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa con được mấy tuổi rồi? Dạ con em 5 tháng. 5 tháng rồi, là ai là người chăm chính? Dạ bà nội. Đang ở chung với bà nội? Dạ. Thôi bây giờ về nghe. Hai bạn này á, thứ nhất là hai bạn còn rất là ấu thơ, hiểu không? Thực ra tôi còn nhớ cái lúc mà tôi bằng tuổi hai bạn, là lúc đó là tôi mới gọi là cuộc sống nó còn mở trước mắt quá nhiều thứ để mà khám phá tìm tòi. Đó, cho nên rằng á, bây giờ một bạn thì 23, một bạn thì 22. Còn rất là nhỏ. Chính vì vậy bây giờ vậy đi, mỗi bạn phải tự cho nhau 2 năm nha, 2 năm để bớt cái tôi của mình lại, để mà gọi là trau chuốt lại làm sao mà hai bạn có thể hợp nhất thành một khối. Chứ hiện giờ là các bạn còn gai góc lắm, mỗi người một cái khí phách, một cái tính cách khác nhau, đúng không? Cho nên giờ á, sẽ tự cho mình là được 2 năm để hoàn thiện trong vai trò người vợ, 2 năm để hoàn thiện vai trò người chồng. Tạm thời trong thời gian này có mẹ hù hợ chăm con thì dựa, phải chịu khó học cái cách của mẹ để mai mốt còn tự lập được, đúng không? Đó, còn thực ra tất cả những cái mà các bạn bây giờ nói về nhau là cái đó là điều nhất thiết phải có của cái lứa tuổi này, không thể nào mà không có được, hiểu không? Cũng suy diễn thời gian nữa đó, chứ còn chưa có bỏ được liền đâu, phải chấp nhận cái đó. Dạ. Bạn này cũng vậy, cũng sẽ trẻ con cho tới 2-3 năm nữa. Thì các bạn nhớ là vậy nè, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình, nó là một cái điều bắt buộc ở lứa tuổi này. Tại vì thực ra lứa tuổi này lứa tuổi mà chưa lập gia đình, lứa tuổi còn phải khám phá, còn phải tìm hiểu, còn phải mày mò nhiều thứ, đúng không? Rồi trong cái quá trình 2 năm đó, tự mỗi ngày một chút, giống như là lụm sỏi nhặt cho đầy bị đó, học tập kinh nghiệm, học ai đâu xa xôi, học ba mình, học mẹ mình, học anh mình, chị mình, nói ví dụ về những người đi trước, để mà mình có thể có nhiều những kiến thức về hôn nhân cho cái gia đình của mình hạnh phúc. Ok.